Kính thưa quý vị, đây là bên đây là Lima đi. Ủa, Lima đi bắt gì Lim? Vâng, em bắt anh Đồng anh. À con. Không anh à, tại vì mùa này trời mưa đầu tiên nên không cho anh Đồng chưa lên. À bây giờ mình đi bắt ốc đi ha. Không, rồi ok, bắt ốc À từ nhé. Tại bà Thẻ Phú Quý cần bán hình như 3.000 ký anh à. À vậy hắn. Rồi rồi. À vâng, kính thưa quý vị, đây mình đi coi như bắt ếch mà không có, nhưng đi mình đi bắt ốc thôi. Lim ơi, đi. Rồi rồi, ok, đây đây, xích Đây đâu đâu đâu. đây 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 À đó đây đây, nè, đây đâu đâu, cái nào là kêu ốc đâu? đây nó nó Đâu? ốc À. hay là Wow. rồi ốc quá trời ốc Wow, từ luôn. từ từ từ. Nói chung là làng mình nếu có Ôi. nhu cầu thì bắt Ui, ốc trung 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 trung. hút kèo rồi anh ơi. Ủa cái này là ốc ăn. Ốc Wow, trời ơi quý để vị ơi, mà không ốc anh quá trời luôn. coi nè, ốc Wow. đây nè, À đồng này là kêu đồng gì ăn? đồng à, Tàu Vinh, Tàu Vinh À đồng Tàu Vinh ăn. à. Rồi rồi, À cái này đây. Wow, ốc bự bự không? Ốc ốc này, bự. Nếu ốc này. mà nói về ốc này là bà Thẻ mua anh à. À ốc này mình luộc, mình về mình luộc liền hay là sao, hay là ngâm Không, đồ? cái này là mình về mình ngâm, nói chung là đêm nay mình ngâm, sáng mai mình luộc, bán ra mấy ông nhậu ở xanh hả. À vậy À, ăn. với lại ái, với lại hăng hái À hả. đây là ốc bù vàng, đây là đồng ruộng Tàu Vân người ta cắt xong rồi các bạn ơi. Đây là chỉ cầm bao ra mà hốt thôi, cây này là không lượm, kiểu này hốt thôi chứ đâu có lượm nữa, cào cào hốt Hốt vô hốt cái mà anh này, đây này cào nè, đây nè anh Ồ, ốc rất là đó. nhiều, coi thử cho các bạn xem nha, ốc bự không phải là ốc nhỏ đâu nha. Đây Đó nè, đây coi ốc ở hình chợ như là chuẩn bị ốc này, chuẩn bị nó có gùi nhau không Lim? có, nói chung là mưa đầu mùa này là ốc nó lên nhiều lắm, nó gùi nhau À nó luôn. vui y như ấy luôn bà con ơi. Đây đây đây, Đây nó đang nó hình như nó đang hôn nhau làm sao á. đó, nói cho ai hứa. À, nó đang hôn nhau nha các bạn nha. Đây này. Wow, ốc là quá trời luôn. À Đây đây wow, một ổ luôn các bạn ơi. Wow, cái này là hốt thôi chứ. hốt hốt Chúng hốt ta hốt mình review cho các bạn vô trong bao thử bao nhiêu ký nha, mấy mấy ký nha. cái này tầm tầm khoảng 5 Đó. ký rồi anh ơi. Wow, mới đây thôi nha các bạn nha. Bây giờ Rồi mình đi lượm tiếp này. rồi rồi, ok, Ờ. cấp nữa lại Hả? cấp Chưa, đây 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 đi. rồi rồi Nó này. đấy, nói với ai À, nữa đây. Rồi rồi. một đứa Chút nữa mình đi soi bắt hết đó. ếch cặp cho các bạn xem nha. Rồi rồi rồi, nhưng mà nhớ nhớ kêu chủng chạy nhé, lát nữa mình vào dùng thằng chủng á. À Dũng nó đi chích không à? Chủng ở ở chung 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 chợ lậu á, Mình biết mà, nhà lậu. mình biết mà. Nó hay gì đây? Nó cho ai nữa. Chắc giỏ nó. Thôi đi, theo chân mình đi nha các bạn nha. Rồi ok. Mình đi bắt ếch thôi mà không có ếch mình bắt ốc ngày mai để mưu sinh, tại vì ngày lẻ, tại vì không có tiền, nói chung là không có tiền mua mồi đi. Bây giờ mình đây 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 Đây, đu. nó Đâu 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 đâu. đây. Wow, đen thui lồ đỏ, cái đó là một ly ăn. Một con một ly không ăn. Không, một con một ly năm con. Hả? Một ly năm con. Một ly năm con ăn. Ồ, cái đó là ăn mồi không, không 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 phải là nhậu nữa. Các Nói bạn chung theo chân. là mình ăn ăn ít uống nhiều. À theo ông Lim mà trời năm nay là trời mưa sớm hay là sao? Năm nay nói chung là Hả? năm nay trời mưa sớm. À Mình có gieo tiếp đồng bắn. Tà Vinh là gieo tiếp nữa. À Nếu anh em nào có đồng Tà Vinh xuống bên đây thì anh em nhớ hỗ trợ bên xe chia sẻ ngay. à Rồi rồi rồi. à quý vị, đây là nếu mà mưa sớm quá người ta cho gieo cũng, nếu nói chung là bên hậu xanh cũng rất là khó khăn, kiếm giống đồ rất là khó khăn lắm. Nhưng mà lúa thì nó hả, mà xăng phân năm nay cũng lên giá dân Lim ăn. Ồ, thằng cỏ đó biết nhanh lắm. Ai? Gõ khoáng á. Nói chung là vì À, không, mình nói phân mục sinh phân kia chứ đâu phải. phân gieo lúa hả? À, phân. Ôi trời ơi. Nói chung Ồ. là bà con À phân bò thì gõ biết, anh gõ biết chứ còn phân nói chung về phân gõ thì gõ khoáng nó hơi biết dành hơn mình. Còn phân à giải lúa đồ phân quá sinh học á thì nói chung phân lên giá quá, chắc mình cũng bán ruộng mình lên rẫy để kiếm sống mưu sinh thôi bà con ơi. À nó bán ký hay là, theo Lim biết là nó bán ký hay là nó bán nguyên bao? Còn ngầu ấy là mình nói là một ký của nó 23.000 luôn, còn lúa thì có 5.000 à, thì À mình có thể mình bán ruộng mình lên 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 mày đẩy mình chăn nuôi thôi. im im Lim, hình như ếch nó kêu.
theo kệ nó, mình ăn rồi. À, các bạn ơi, đây là mình đi bắt ếch mà, nhưng mà một gặp một đu, gặp một luồng ốc đang đi mà mình trúng mánh rồi. Oh. Trời ốc luôn. À, đây. À, một lát nữa có thể mình ok về bà thẻ ở Phú Quý á, tại bà là chuyên về. Ủa, biết số bà không? Không, lát nữa mình ra mình gặp thằng Tư á, cơ nợ. Ủa, cơ nợ biết ăn? Biết. Mình có thể nói về cơ nợ là mình lấy số bên cơ nợ gói cho bà thẻ ốc bao nhiêu ký chỉ để tối nay mình đi kiếm sống mưu sinh của nhà mình. Ý là Lim đêm nay đi bắt ếch á, nếu mà bắt được 2-3 ký rồi Lim bán hay là để dành ăn? Không, nói chung là ốc này là mình để dành một ký ăn cho vui thôi, còn tiền bạc của mình hơi thiếu thốn á, mình bán cho bà thẻ để bà thẻ mua lại của mình lại. Còn ếch á, nếu mà mình bắt ếch được 2-3 ký rồi mình sao bán hay là? Nếu mà 2-3 ký thì ít quá thì nói chung là mình cũng đưa về trống ở khu nhà lầu á. À, ý là nếu mà 2-3 ký là liên hệ với anh Dũng là cho anh Dũng biết mối hả? Đúng rồi, Dũng. Đó, ốc. Đây nè, nếu mà ai có nhu cầu về ốc, sáng mai liên hệ với Lim nha. Nếu mà Lim bán một ký ốc là người ta tới mua, là Lim có thể bán cho mấy người nhậu là bao nhiêu một ký không? Mình chỉ để lại ốc, nói chung là ốc vừa luộc mình để lại 2.500 một ký bà con ơi. À, nếu mà con ốc á, mình luộc xong rồi mình giả mắm với là cái gì là nó ngon, sẽ nó ngon hơn hả Lim? Đặc sản của ốc ngoài đồng này là về gừng nè, xả nè, hấp lá chanh, bài bản mình cũng ốc, ăn lúc ốc, đầu của như đó thôi. À, ốc mà cũng hấp như xả với gừng, giống như luộc gà chấm ăn. Ở vậy thôi. À, đây kinh nè. Đây quý vị ơi, mình đây theo bằng chân Lim sẽ bắt ốc cho các bạn xem đó, ốc nhiều lắm. Đó, quá trời ốc luôn. Kêu ếch đang kêu mà không thèm bắt ếch. Không đi. Thèm bắt ếch. Bắt ốc. Chủng bò ở khu chợ lầu á, khu nhà lầu. Nhà lầu á. À. Dũng, anh Dũng là bên nhà lầu, ông Dũng đang đi chích ếch bên kia, còn hai anh em mình đi nói chung là đi ra đồng gặp cái gì bắt cái nấy à? Không, sáng là mình không dám ok. Đó, đó, hai con này, hai con này rồi. Đây, nói hai cho con, ai nữa, đây nữa. Nó chuẩn bị gùi nhau á các bạn ơi, ốc còn biết gùi nhau nữa nha. Không chi là mình cũng về cũng gùi nhau chứ. Nè, gùi chứ, gùi nước. À, đúng rồi. Trời mưa mà. Đó, nãy giờ nửa bao rồi các bạn ơi. Khoảng một tiếng xong nữa là cho các bạn xem là tệ lắm, phải một bao. Không đâu, thằng Hậu Quân á, bắt bên Đồng Sơn á, là gần cũng, giờ này cũng gần nửa bao rồi. Ủa nó, sớm hơn mình. Sao Lim biết, cho hỏi sao Lim biết nó điện về hay là sao? Tại mình có nói về trời mưa này là ốc nó lên á, Hậu Quân nó đi bắt, mình giới thiệu mối bà thẻ quý á là bắt ốc 2.500 một ký. À, ủa, ông đi theo mình biết sao mình đi bắt ốc, chẳng hạn ốc bò ăn bên, giống như nó ăn đêm đồ bên cây xương rồng đổ, nó bò ra mình bắt cho nó có giá hơn. Cái đó là người ta kêu ốc rai, ốc đó mắc tiền hơn nữa. À, ốc đó là bao nhiêu một ký hơn? Coi này, bà con coi này, đi chân không sao, bắt đi vô cây xương rồng. Có khi rắn rít đồ chứ hơn? Có chứ anh. À, hình như là ốc đó là bao nhiêu một ký ăn Lim? Ốc đó là 38.000 một ký. Ồ, vậy hắn gấp mấy chục lần ốc này luôn hắn. Rồi, tại vì Hậu nó biết vậy, mình cũng chỉ Hậu đi, Hậu có ổn hết, tại mình nói chung là mình chưa có ổn tiền bạc, chưa có mình bắt ốc để kiếm sống cũng đủ đô để sáng nhậu lẻ thôi anh em. À, đây cũng xin giới thiệu các bạn, đây cũng thằng idol của Hậu Chanh nha. Đây idol cũng của Hậu Chanh này các bạn ơi. Đây là Lim nha, còn mình là về vui vẻ. Mình cũng đi bắt ếch thôi mà gặp tình cờ gặp anh Lim đang bắt ếch. Mình tưởng là ếch ra nhiều, ai ngờ tới ảnh rồi thấy toàn là ốc không. Mà cũng... ủa còn ếch nữa anh? Có anh, nhưng mà nó mấy quá. Mấy chục con trong đó? Có 6 con à. À, cũng được vậy. Đủ canh gia đình thôi. À,
Rồi xin chào các bạn nha. Rồi chào anh. Các bạn nhớ like, share vui vẻ nha. À rồi ok. Rồi.